Trở về từ Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản trước khi dự SEA Games 2023. Sau khi trở về Việt Nam từ Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ trước khi trở lại tập luyện và có chuyến giao hữu ở Nhật Bản, sau đó tham dự SEA Games 2023. Sáng ngày 10 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đến Hà Nội sau khi tham dự vòng loại Olympic Paris 2024. Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xuất phát từ Kathmandu, Nepal, lúc 17:00 chiều ngày 9 tháng 4 và quá cảnh tại New Delhi, Ấn Độ, trong thời gian 5 tiếng trước khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 5:16 sáng ngày 10 tháng 4. Theo kế hoạch, các cầu thủ tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày trước khi trở lại tập luyện. Trong thời gian đội thi đấu tại vòng loại Olympic Paris 2024, nhóm các cầu thủ đang phục hồi sau chấn thương và các cầu thủ trẻ được triệu tập bổ sung cũng đã có một tuần tập luyện cùng huấn luyện viên thể lực Cedric Roger tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hành trình phía trước của thầy trò ông Mai Đức Chung rất quan trọng. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 2023 tại Campuchia. Để chuẩn bị cho giải đấu này, các cầu thủ sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần với 3 trận giao hữu tại Nhật Bản. Tại SEA Games 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng Malaysia, Myanmar và Philippines. Đây là bảng đấu rất nặng khi có sự hiện diện của hai đối thủ rất mạnh là Myanmar và Philippines. Tại vòng loại Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu khi giành vé dự vòng loại tiếp theo của Olympic Paris 2024. Cụ thể, các học trò của ông Mai Đức Chung đánh bại Nepal với tỷ số 2-0 ở lượt về và 5-1 ở lượt đi, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 7-1.